Chương trình Yên Tử về miền đất Phật mùa thu sẽ diễn ra đến hết ngày 16 tháng 12 năm 2020 với nhiều hoạt động tôn giáo tại khu di tích và danh thắng Yên Tử nhằm tuyên truyền quảng bá, giới thiệu với du khách vẻ đẹp độc đáo của non thiêng Yên Tử. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để Quảng Ninh xây dựng và phát triển các loại hình sản phẩm du lịch mới, mở rộng không gian du lịch, mỗi mùa một sản phẩm hấp dẫn nhằm thay đổi thói quen đi du lịch của du khách đến Yên Tử, trải nghiệm cả bốn mùa trong năm. Hàng năm thì bình quân Yên Tử đón từ 1 triệu đến hơn 1 triệu khách trở lên. Có thể nói là Yên Tử cùng với Vịnh Hạ Long là hai cái quần thể du lịch là đón được nhiều khách du lịch nhất về với tỉnh Quảng Ninh. Cho nên là trong năm trong chuỗi sự kiện thì Yên Tử năm nay sẽ là một trong những cái điểm nhấn và là sự khởi đầu cho một cái chuỗi du lịch góp phần vào đón 3 triệu lượt khách về tham quan tỉnh Quảng Ninh. Việc tổ chức chương trình Yên Tử về miền đất Phật mùa thu năm 2020 sẽ là tiền đề để tổ chức các chương trình vào những năm tiếp theo. Trở thành sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc, không chỉ thu hút khách nội địa mà còn thu hút đông đảo khách quốc tế về với Yên Tử. Đồng thời góp phần mở rộng không gian du lịch, tạo sản phẩm du lịch thu hút nhân dân và du khách đến với Yên Tử cả 4 mùa trong năm.